Cái chuyện đó là tập trung câu chuyện của anh đi. Nhá, đi nhá. Một bữa ăn mà. Vậy đừng nhầm nữa, để em đi với chị ăn cái này. Sao ạ? À? Một bữa ăn thôi. Ăn đi, người yêu mẹ. Rồi dịu dàng cái gì không? Tao chưa bồ mẹ. Tao có bồ luôn, tao độc thân. Mày độc thân á? Mày nói này đi, tao quay lại cái điện thoại mày. Tao tự mua. Mày khẳng định này đi. Tao khẳng định điện thoại, tao tự mua. Mày chắc chưa? Dạ. Tao mày thuốc tao nhá. Tao thuốc tao nhá. Mày lấy tiền đâu mày mua? Mày chưa bồ à? Mày làm gì? 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 Công việc của tao không có liên quan đến mày. Mày làm tao là có trợ lý cho cấu trung đạo lý nhà nguyên nguyên. Chị có chung mày trả tiền cho không anh? Không, anh không có trả. Không có nha, cái đó xác nhận không có. Kìa, bên này một chiến sự khác, Hải Nam cũng khoe điện thoại iPhone 11 bèo đâu cần có người ta. Đây. Người ta tự mua. Ngồi đấy rồi. Đấy, iPhone 11. Nhưng mà thực ra cái này là cái dán, cái ốp dán. Cái ốp dán mà mua 30.000 đồng. Nhưng mà bây giờ gỡ cái đấy ra thì phải gỡ cái này ra. Người ta là hàng fake, người ta là hàng fake thôi. Nào học máy ra. Nó có đền mà lo gì, Duy có cái y chang Duy đền, không có sợ. Bạn tao lo bạn tao. Có lên. Cậy cái cây thì những cái đền 500 ngàn chứ tự ngu. Chỉ vì muốn chứng minh là mình không làm cà phê đấy, chứ phải đền bạn gốc thì mới. Nó vẻ không được cái ốp của mình ra. Không. Cái này là khám nhiều lần mới được. Số công an Sài Gòn là bao nhiêu anh nhỉ? Khám. Số công an Sài Gòn là 113. 113 là cả nước mà. Thì công an Sài Gòn cũng giống vậy. Nó gọi kìa, nó là 113 thì kìa. Alo. Cho nó là trường hợp mà. Ui, rơi điện thoại tao. Thằng này cũng sạc này. Anh thấy chưa? Chú bạn kéo cho nó sạc tí đi. Vì tôi còn đi cầu đào cho nó không kìa, vì tôi nó đi cầu đào kìa con. Mày cơ mày đang đau mày rồi á. Anh thì đau nó câu được một thằng đau mua điện thoại cho nó rồi đó, mày sao vậy? À thì đó là những cái đứa tặng đồ nó thằng đau. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đúng vội bạc. Hay là gì mà mày vội bạc? Nói thay những người khác thôi. Những người mày lừa. Liên quan đến mày thì ơi. Mày nghĩ có được mày liên quan đến tao á? Thứ liên quan duy nhất á, biết là gì không? Mày kia dựng lên trao thưởng giả thưởng của tao, đó mời đi ăn. Có mời không? Có mời, tao mời đi ăn luôn nếu tao giả. Tao khẳng định luôn nếu tao giả thì mời đi ăn bắt tay cái. Giả gì? Phải đi làm miễn tập, chỉ cần có một cái giải thôi tao sẽ mời đi ăn. Giải nào mời? Giải bạn của Duy hả? Nào vào. Bắt tay cái, tí mời đi ăn nhé. Nói chút kết thân, mấy kết thân, à, thì trước hôm nay thân bản, cũng phải là đi ăn nhé. Đi, xuống tay đứng. Ôi, đừng xin sờ vào tay, sờ quá.